Dạ khoan khoan chị Bảy. Ờ chị Bảy nói đi. Đây chị Bảy ẩn nè chị hai. Chị Bảy gửi lời thăm chị hai nè. Tôi gửi lời thăm cô hai Dưỡng hai với mấy cháu. Cô lại khỏe chưa? Giò cắn rồi sao? Tôi giò cắn tôi cũng đi cả gia đình. Rồi bà ráng cô hai. Cô hai dặn tôi để đi coi chừng té. Mà bữa không tôi té rồi, tôi đâu có dám nói. Dạ, dạ. Không dám nói gì hết. Nói cái rượu như chưa. Dạ, dạ, dạ. Rồi ở nhà sáng, nấu cơm, dọn dẹp. Dạ, dạ. Rồi năm mới ha, tôi chúc cô với Dượng và mấy cháu ha. Thì mạnh khỏe, ăn sang thịt Dượng ha. Dạ, rồi em. Tôi ở bên này cũng vậy. Thôi, khi nào cô có ấy thì cô điện cho tôi, chứ tôi chắc không có điện. Dạ, 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 rồi. Hôm đó cô hai có điện cho tôi lành. Dạ, dạ. Liên lạc với anh chị bên nước ngoài nhiều lắm. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Bảy. Ngày đây dịch dính tình anh mà. Thôi thưa chị Bảy. Đây là mấy cháu này, này con cháu của chị hai đó. Chị hai. Con cháu nội chị hai đó, con của ba Diệp đó. Diệp, ba Diệp đó. Này là cô dâu. Cô dâu con của anh Tám. Cô dâu của anh Tám này, chị Tám rồi. Này giờ cháu này không biết con nữa. Cô dâu à, không đây nè, nó ra cô dâu này con chị Tám chứ mà nó con anh Tám đó. Bé Tư, bé Tư, bé Tư nãy anh cháu mà cháu cổ gì mà cao quá trời chứ mà nói con anh Tám chứ nó con anh Tám này cô dâu này đó, đây nè đó, đây con anh Tám ở đây, cô dâu nè, cô dâu út nè, cô dâu của ở cô Út Tịnh rồi đó, sắp có em bé nữa chị hai, có thêm đứa nữa. À, này, này con này cháu ông Tám đó con. Chú ngoại dễ thương nha. À, con quay cho 10 quay đó. Sang à, con Sang mà đi thầu thầu chú mười nhớ rồi. À, ông mười biết con. Ông mười biết con. Con này người đẹp nào đó.